ngày 27 tháng 3 năm 2024, GFA đăng tải bài viết yêu cầu đột phá của Thủ tướng vẫn giáo điều lỗi thời. Trích dẫn những nhận định của một số nhân vật với GFA như tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già với mục đích chê bai Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không hiểu rõ về các chính sách kinh tế, không nắm vững các chính sách và không biết nên thực hiện những gì để đạt được các mục tiêu đó, vân vân. Câu chuyện thực ra là chiều ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phiên họp này tập trung thảo luận về đề cương, báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 đến 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thay đổi rất nhiều, do đó cần phải thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề phải sát với tình hình thế giới, trong nước và bám sát các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên Tiểu ban Kinh tế Xã hội tập trung trí tuệ, thời gian, phân công và tổ chức hoạt động khoa học, hợp lý, lộ trình, kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khả thi để có thể hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp và công phu. Hóng hớt những thông tin không đầy đủ, các chuyên gia kinh tế, học hàm, học vị đầy mình nhưng luôn thiếu thiện chí, thậm chí cả nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già cũng đã xía vô, xăm soi, bình luận tùm lum. Cần biết rằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Thử hỏi lại ông tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính không hiểu rõ về các chính sách kinh tế, thì làm sao lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2021 đến nay đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm được các cân đối lớn, có nhiều chuyển biến về thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin cho người dân góp phần từng bước nâng cao phúc lợi, đảm bảo cuộc sống an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Những kết quả đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Còn việc Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho Tiểu ban Kinh tế Xã hội là chuyện bình thường với tư cách là trưởng tiểu ban, chứ sao lại gọi là đùn đẩy cơ chứ hả ông tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ? Thật là nực cười cho tiến sĩ kinh tế Vong Nô, Nguyễn Ngọc Già và GFA với góc nhìn rất hạn hẹp về chính trị, mà lại to mồm lu loa phản bác, phán bừa, không có cơ sở lý luận, thực tiễn để chứng minh suy diễn của mình. Đã không hiểu đúng lại thiếu khách quan mà còn mượn lời của những kẻ cơ hội chính trị, chống phá để chọc ngoáy, công kích như thế, cũng chỉ làm lộ rõ bản chất thiếu thiện chí của trang thông tin này mà thôi. Hãy dừng lại những chiêu trò này đi, GFA.